hai cái nồi nhé. Đây. Cho vào luộc nước sôi. Để nước sôi không để nước sôi để nó ngon. Để nó ngon. Rồi nước sôi chống thì nó. Vừa nãy đi mua ở đâu nhưng mà để đâu? Từ đó để khoe này. Có được khoe này làm đó. Từ đó nó khoe làm đó. Quẹt nó ăn ngon được chọc lòng lợn nó rất dễ nổi nếu con chọc không thì sẽ lấy một lợn. Trong trường nhất là rất là ấy nhé, rất là cẩn thận. Chỉ chỉ em thấy là không chọc rồi, nguy cơ nổ rất là cao ạ.
nhiên lòng lợn nó ăn chọc thường xuyên, lòng chó thì các bạn không cần chọc cũng được, nhưng lòng lợn khác, lòng lợn các bạn không chọc hoặc ăn luôn. Để. Từ cái tờ bị nổ nó ăn luôn. Tôi không biết không hỏi. Xong rồi các bạn.